luật rừng để bạn có một ý niệm về sự đa dạng vô biên của luật rừng tôi dịch thành thơ một vài điều luật áp dụng cho sói ba lưu thường ngân nga nó dĩ nhiên còn hàng trăm hàng trăm điều nữa nhưng kể các luật mẫu đơn giản này là tạm đủ Bây giờ đây là luật rừng Đúng và xưa như bầu trời Sói theo đúng sẽ thành công Sói phạm luật sẽ tiêu đời Luật đi đến khắp nơi Như dây leo ôm vòng thân cây Vì sức mạnh của bầy là sói Và sức mạnh của sói là bầy Mỗi ngày tắm từ mũi tới đuôi Uống no nhưng đừng quá no Hãy nhớ đêm là lúc săn mồi Và ngày là lúc ngủ khò chó đồng có thể đi theo cọp nhưng sói con khi ria mọc dài nhớ rằng loài sói là thú săn tự tìm thức ăn chẳng nhờ ai hòa hảo với các chúa rừng ông hộ ông báo ông gấu đừng quấy ha hy thầm lặng đừng nhạo heo nơi hang sâu khi bầy gặp bầy khác và không ai nhường lối cho ai hãy nghe các bầy trưởng nói và giải quyết bằng lẽ phải khi giao tranh với một sói của bầy phải đánh ở một chỗ xa kẻo các sói khác tham dự đấy và bày giải tán vì loạn đã hang sói là chốn riêng của sói ở là chỗ sói làm nhà bày trưởng cũng không được vào hội đồng cũng không thể tới hang sói là chốn riêng sói ở nhưng nếu hang nơi trống quá hội đồng sẽ gửi lời nhắn để nó tìm hang tốt dọn qua nếu giết mồi trước nửa đêm đừng tru làm rừng náo động kẻo nai đồng sẽ hoảng sợ và anh em sẽ bụng rỗng giết mồi cho bản thân cho bạn và con cái khi cần và khi có thể nhưng đừng giết vì thích giết và nhất là không được giết người nếu cướp mồi của kẻ yếu đừng vì thế mà ngấu nghiến hết cả quyền trong bầy là của kẻ ném vì thế để lại cho nó đầu và da con mồi bầy giết là thịt của bầy phải ăn tại chỗ cho hết đừng đem thịt đó về hang mình, nếu không sẽ phạm tội chết. Con mồi sói giết là thịt của sói, nó làm gì tùy ý nó. Nếu nó chưa cho phép, thì bầy không được ăn con mồi đó. Sói một tuổi có quyền của sói con, quyền của nó đối với cả bầy. Nó được ăn no như sói đã giết mồi và không ai được chối đấy. Quyền với ổ là của sói mẹ quyền lấy phần từ mỗi con mồi một cái đùi chia cho lứa sói con và không ai được từ chối quyền với hang là của sói cha quyền tự săn cho hang của mình sói cha được miễn họp bày và chỉ hội đồng có quyền phê bình vì tuổi tác và khôn ngoan vì sức bấu và móng vuốt chỗ nào chưa có luật thì lời của bầy trưởng là luật đây là luật rừng có rất nhiều và rất lợi nhưng đầu móng sườn bướu của luật là vân lời qua một cái phần khác nha phép lạ của ngày xưa có một người ấn độ là thủ tướng của một trong những nước chưa độc lập hoàn toàn ở vùng tây bắc ấn ông là người bà la môn đẳng cấp cao cấp đến nỗi khái niệm đẳng cấp không còn ý nghĩa gì đối với ông Cha ông từng là một viên chức trọng yếu trong bộ quần áo, cọc màu sắc sặc sỡ của triều đình Ấn kiểu xưa. Nhưng khi Burundas lớn lên, ông cảm thấy trật tự cũ đang thay đổi và nếu ai muốn tiến thân trên thế giới thì cái ấy phải được người Anh kính trọng và nên bắt chước mọi thứ người Anh tin là hay. Cùng một lúc, một viên chức bản xứ phải được vua của mình ủng hộ. Làm được thế không phải dễ, nhưng chàng bà La Môn lặng lẽ kính miệng được giáo dục tốt theo kiểu Anh tại Đại học Bombay, đã điềm tĩnh thực hiện và từng bước từng bước lên tới chức thủ tướng của vương quốc. Điều đó có nghĩa là ông nắm thực quyền nhiều hơn vua của mình là Maharaja, ông Hoàng Ấn. Vị vua già vốn nghi ngờ người Anh, đường xe lửa và điện tính của họ. Khi vua chết, Burundas được người kế vị trẻ nể trọng, chẳng qua là vị vua trẻ được người Anh dạy dỗ và cùng nhau mặc dù Burundas luôn cẩn thận nói việc này nhờ ơn đức vua là chính. Họ dựng trường dành cho bé gái, làm đường, lập phòng phát thuốc và bệnh viện công, mở các buổi triển lãm con nông cụ, xuất bản, sách xanh hàng năm về tiến bộ, về đạo đức và vật chất của quốc gia. Những việc này làm Bộ Ngoại giao và Chính phủ Ấn rất hài lòng. Rất ít nước bản xứ áp dụng tiến bộ của người Anh mà không dè dặt vì họ không tin. Nhưng Burundas cho thấy là ông tin ông tin rằng điều gì tốt cho người anh ắt phải tốt gấp đôi cho người châu á thủ tướng trở thành người bạn danh giá của phó vương tổng đốc phó thống đốc các đoàn y tế đoàn truyền giáo các sĩ quan anh lão luyện đến săn trong các khu bảo tồn của quốc gia cũng như cả đám du khách đi khắp ấn độ khi thời tiết lạnh điều đó chứng tỏ ông biết nên cai quản mọi việc như thế nào lúc rảnh rỗi ông cấp học bổng học y khoa và công nghệ theo đúng cách của anh và viết thư cho tờ Pioneer, nhật báo lớn nhất Ấn Độ để giải thích mục đích và đối tượng mà chủ của ông nhắm tới. Cuối cùng, ông đi thăm Anh Quốc và phải trả những khoản tiền khổng lồ cho các tu sĩ khi ông trở về vì ngay cả một bà la môn đẳng cấp cao như Burundas cũng mất đẳng cấp một khi vượt qua biển đen. Ở London, ông gặp và trò chuyện với tất cả những ai đáng cho ông biết những nhân vật lừng danh khắp thế giới và nhìn nhiều hơn nói ông được các đại học uyên bác cấp bằng danh dự ông đọc diễn văn và nói về cải cách xã hội ấn với các mệnh phụ anh mặc dạ phục cho đến khi cả london thốt lên đây là người quyến rũ nhất mà chúng ta từng gặp trong yến tiệc từ ngày chiếc khăn bàn đầu tiên được trải ra ông trở về ấn vinh dự lẫy lừng vì đích thân phó vương đặc biệt đến thăm để trao cho maharaja Quân chương Đại thập tự danh nhân Ấn. Chú thích: Grand Cross of the Star of India, phẩm tước do nữ hoàng Victoria đặt ra năm 1851 để ban cho các ông hoàng Ấn trung thành với Đế quốc Anh. Hết chú thích. Toàn kim cương, dây băng và men sứ. Và trong buổi lễ ấy, khi đại bác vang rền, Burundas được phong chức đại hầu tước của Đế quốc Ấn. Chú thích Knight Commander of the Order of Indian Empire viết tắt KCIE là phẩm tước đặt ra năm 1878 Order of Indian Empire thấp hơn Order of the Star of India. Hết chú thích. Vì thế, danh hiệu của ông là Ngài Burundas KCIE. Tối hôm ấy, trong buổi tiệc tại gian lều lớn của phó vương ông đeo huy hiệu và vòng huân chương trên ngực đứng trên đáp lời mọi người chúc tụng sức khỏe của nhà vua và đọc một diễn văn ít người anh nào có thể nói hay hơn tháng sau khi thành phố đã trở nên yên tĩnh dưới mặt trời chói chang ông làm một điều không người anh nào mộng tưởng sẽ làm bởi vì từ nay đối với việc thế gian ông coi như đã chết ông trả lại cho chính phủ ấn phẩm cấp hầu tước cao quý một thủ tướng mới được chỉ định để gánh vác công việc và nhân viên cấp dưới bắt đầu cuộc chơi lớn là vận động tranh ghế các tu sĩ biết chuyện gì xảy ra dân chúng thì đoán già đoán non nhưng ấn độ là nơi duy nhất trên thế giới mà một con người có thể làm theo ý thích của mình mà chẳng ai hỏi tại sao và khi một vị thủ tướng bản xứ ngài burundas rời bỏ địa vị cung điện quyền lực để cầm bát hất thực và mặc áo nâu sòng của saniyasi hay bậc thánh nhân, chẳng ai xem đó là chuyện phi thường hết. Sống theo cổ luật khuyến cáo, ông đã là một người trẻ trong 20 năm, một chiến sĩ trong 20 năm. Tuy cả đời ông chưa bao giờ mang vũ khí và một chủ gia đình trong 20 năm, ông đã dùng tài sản và quyền lực của mình cho điều ông biết là xứng đáng. Ông đã nhận lấy danh dự khi nó đến với ông. Ông đã thấy những người, những thành phố xa gần, những người và thành phố đã đứng lên vinh danh ông. Bây giờ, ông sẽ từ bỏ những thứ ấy như một người buông rơi cái áo khoác không cần đến nữa. Phía sau ông, khi ông bước qua cổng thành, cắp nách một bộ da hoảng và cây nạn cán đồng, tay bưng bát khất thực bằng vỏ dừa màu nâu bóng, chân trần, một mình, mặt cuối nhìn đất. Phía sau ông, trên pháo đài, họ bắn những phát súc minh danh người kế vị đang rất vui mừng. Burundas gật đầu. Cuộc đời ấy đã chấm dứt ông chẳng ghét bỏ hay ưa thích gì nó, chỉ coi nó là một giấc mộng vô vị ban đêm. Ông là một Sunny si, kẻ hành khất lang thang không nhà, nương nhờ người bên cạnh để có cái ăn mỗi ngày. Và chừng nào Ấn Độ còn một miếng ăn để chia, thì không một tu sĩ hay kẻ hành khất nào chết đói. Cả đời ông chưa bao từng nếm thịt, ngài đến cá cũng rất ít khi ăn một tờ năm mãn anh đủ để chi trả tiền thực phẩm hàng năm của ông trong suốt bao nhiêu năm ông là chủ nhân của hàng triệu đồng ngay cả khi được tiếp đón như thượng khách ở london ông vẫn giữ bên mình ước mơ bình an và yên tĩnh đó là con đường thiên lý bụi trắng ở ấn in đầy vết chân trần dầm lưu thông chậm chạp không ngớt và trong ánh nhá nhem khói củi hăng nồng cuộn bên dưới cây sung nơi khách đường xa ngồi ăn bữa tối khi đến lúc thực hiện ước mơ ấy vì thủ tướng tiến hành những bước thích hợp và trong ba ngày bạn có thể tìm thấy bọt nước trong giải áp suất thấp trên đại tây dương bao la dễ hơn tìm thấy Burundas giữa hàng triệu người lang thang tụ họp chia tay trên đất ấn ban đêm khi trời sụp tối ông trải bộ da hoẵng ra đôi khi trong tu viện của sanyasi bên đường đôi khi bên cạnh ngôi đền trụ đất thờ Kalapia nơi những người du già họ là những thánh nhân khó hiểu khác đón tiếp ông như đón tiếp những người biết giá trị của đẳng cấp và địa vị là gì đôi khi ven một ngôi làng nhỏ ở ấn độ nơi bọn trẻ con lẻn đến dâng thức ăn cho cha mẹ chúng nấu và đôi khi trên gò giữa đồng cỏ trơ trụi ngọn lửa củi của ông làm thức giấc đàn lạc đà ngáy ngủ tất cả đều như nhau đối với burundas hay burundagat như bây giờ ông tự gọi mình Trái đất, loài người và thực phẩm đều là một. Nhưng đôi chân dẫn ông một cách vô thức lên hướng Bắc, hướng Đông, từ miền Nam đến Bồ Tát, từ pro đến Khu Nun. Từ Khu đến Samanat đổ nát, trừ ngược theo dòng sông Ruja khô cạn chỉ đầy nước khi mua xuống trên dãy núi. Cho đến một hôm, ông thấy xa xa hình dáng ngọn hy mã lạp sơn hùng vĩ. Khi ấy, Burun Bagat mỉm cười vì ông nhớ mẹ ông thuộc dòng dõi Bà La Môn Rapu từ mạng khulu Một phụ nữ miền núi luôn nhớ nhà vì tuyết và chút ít dòng máu của núi đồi ấy rồi rốt cuộc lôi kéo một người về lại chốn của mình. Purun nói, ở đó, ông dấn bước trên triền dốc của rặng Sewalik, nơi loài cây xương rồng sừng sững như giá nến bãi nhánh. Ở đó, ta sẽ ngồi xuống tu tập làn gió mát khi mã lạp sơn ríu rít bên tai khi ông đặt chân trên con đường dẫn đến simla lần cuối ông đến đây trong nghi lễ trọng thể với kỵ binh rỗng rãng theo hộ tống để tới thăm vị phó vương lịch lãm và rất ân cần hai người đã hàng huyên một giờ về bạn hữu chung ở london về chuyện thường dân ấn thật sự nghĩ gì lần này burun bagat chẳng đến thăm ai mà dựa vào lan can khu thương xá nhìn cảnh bình nguyên rực rỡ trải dài 40 dặm bên dưới. Đến khi một viên cảnh sát Hồi giáo bản xứ nói ông đang cản trở lưu thông, Burun Bagat kính cẩn cúi chào luật pháp vì ông biết giá trị của nó và ông đang tìm một luật cho bản thân mình. Rồi ông đi tiếp và đêm hôm ấy, ông ngủ trong căn tròi trống ở Chota, Simla. Một nơi tưởng như tận cùng thế giới, nhưng đó chỉ là khởi đầu của chuyến đi của ông ông theo đường hy mã lạp sơn tây tạng lối đi nhỏ 3 mét nhờ nổ mìn phá đá hoặc bằng gỗ bắc qua vực sâu vài trăm mét đường đi dấn sâu vào những thung lũng cô lập và nóng ẩm rồi leo lên vai núi trơ trụi chỉ có cỏ mọc nơi mặt trời chiếu như thiêu đốt hoặc rẽ qua các khu rừng tối ướt sũng nơi loài dương sĩ che phủ cây cối từ gốc đến ngọn và chim trĩ gọi bạn tình ông gọi người tây tạng chăn gia súc cùng với chó và đàn cừu của họ mỗi con cừu đều một bao nhỏ đựng hàng hóa rẻ tiền trên lưng gặp các từ phu lang thang các lạc ma tây gia tạng quấn chăn và cà sa đi hành hương đến ấn độ các viên bưu trạm của những nước nhỏ miền bắc xa xôi hối hả trên con ngựa thấp bé lồng đốm vằn đốm vẹn hay đoàn ngựa của tiểu vương đi kinh lý nếu không cả ngày dài quan tạnh ông chẳng thấy gì ngoài một con gấu đen ủ nỉn đào củ dưới thung lũng khi ông mới khởi hành tiếng ầm ĩ của thế gian mà ông đã bỏ lại vẫn văng vẳng trong tai ông như tiếng đường hầm rầm rập vẫn âm vang khi xe lửa đi qua nhưng khi ông qua khỏi đèo Mutiani tất cả đều im lặng urun Bagat chỉ còn một mình bước đi mặc niệm trầm tư mắt cúi nhìn đất và ý nghĩ của ông ở cùng mây trời. Một buổi tối, sau hai ngày leo dốc, ông vượt qua ngọn đèo cao nhất mà ông từng gặp, đến một dãy toàn những đỉnh tuyết trải khắp chân trời, rặng núi cao từ bốn ngàn rưỡi đến sáu ngàn mét. Nhìn nó có vẻ đến gần độ ném đá tới được. Tuy cách xa, nằm 60 dặm, một khu rừng tối dày đặc người trị trên đỉnh đèo, thông tuyết, cây hạnh, anh đào dại, ô liu dại, lê dại, nhưng phần lớn nhất là thông tuyết, một thứ tuyết tùng ở hy mã lạp sơn và dưới bóng râm của rừng tuyết tùng là ngôi miếu cổ hoang thờ nữ thần kali ngài là thần duga ngài là thần sitala ngài đôi khi được thờ để ngừa bệnh đậu mùa purunbagad quét sạch sàn đá mỉm cười với pho tượng đang cười tươi tự làm một lò sưởi nhỏ bằng bùn ở cuối miếu trải tấm da hoảng trên nệm lá thông mới kẹp dưới nách cây bairagi cây nạn cán đồng, rồi ngồi xuống nghỉ. Ngay bên dưới ông sườn núi bạc hẳn đi, 500 mét, ở đó có một làng nhỏ với những căn nhà vách đá, mái đất nện, treo leo trên triền dốc đứng. Khắp làng, các mảnh ruộng bậc thang bé nhỏ dàn ra như những tấm vải chắp lên vai núi. Những con bò không lớn hơn con bò cánh cứng ăn cỏ giữa những vòng đá láng của sân đập lúa. Nhìn qua thung lũng, mắt người sẽ thấy sai tầm vóc của sự vật. Thoạt tiên không thể nhận biết rằng bụi cây thấp trên sườn núi đối diện thật ra là rừng thông cao 30 mét. Purunbagat thấy một con ó lượn qua lũng sâu mênh mông. Nhưng con chim lớn thu nhỏ thành một chấm trước khi nó bay hết nửa đường. Và dãy mê lác đác bồng bềnh trên thung lũng, nắm lấy vai, rặng núi hay dâng lên rồi liệm tắt khi nó cao ngang tới đỉnh đèo burun bagat nói mình sẽ tìm thấy bình an ở đây ồ một người miền núi đi lên xuống vài chục mét là thường nên ngay khi dân làng thấy khói trong ngôi miếu hoang vị sư trong làng bèn leo lên sườn núi bậc thang để chào đón người khách lạ khi bắt gặp đôi mắt của burun bagat cặp mắt của một người đã từng điều khiển hàng ngàn người nhà sư liền phủ phục xuống cầm lấy bát khác thực mà không nói một lời rồi trở về làng nói rốt cuộc thì chúng ta cũng có một thánh nhân tôi chưa bao giờ thấy một người như vậy ông ấy là dân đồng bằng nhưng màu da nhạt một người bà la môn đẳng cấp cao nhất tất cả bà nội trợ trong làng bèn hỏi theo thầy nghĩ thì ông ấy có ở lại với mình không rồi mỗi bà đều cố gắng nấu món ngon nhất cho ba gác Thức ăn miền núi rất giản dị, nhưng với kiều mạch và ngô, gạo và ớt, một ít cá bắt dưới suối trong thung lũng. Mật từ tổ ong tò vò nơi vách đá. mơ khô, nghệ, gừng hoang và bánh không men. Một phụ nữ mộ đạo có thể làm nhiều món ngon và nhà sư mang đến cho ba gác một bát đầy. Nhà sư hỏi, Thầy có ở lại đây không? Thầy có cần một chê la một đệ tử đi khất thực cho thầy không thầy có chăn đắp khi thời tiết lạnh không thức ăn có ngon không purun bagat ăn rồi cảm ơn người bố thí tâm trí ông định ở lại nhà sư nói như thế là đủ xin cứ để bác khất thực ngoài miếu trong hốc hai rễ cây xoắn lại kia rồi bagat sẽ có thức ăn mỗi ngày vì làng đây cảm thấy vinh dự rằng một người như thế. Ông rụt rè nhìn vào mặt Bagat, lại nấn ná ở với họ. Hôm ấy là ngày đi rong cuối cùng của Purun Bagat. Ông đã đến nơi thích hợp với ông, yên lặng và thoáng đảng. Từ nay thời gian ngừng lại, và ngồi ở cửa miếu, ông không thể nói mình sống hay chết. Ông là một người kiểm soát được tứ chi của mình, hay một phần của núi non mây trời và của mưa nắng luân chuyển. Ông sẽ niệm nho nhỏ một tên hàng trăm hàng trăm lần cho đến khi mỗi lần niệm ông đều dường như càng lúc càng rời khỏi cơ thể mình bay lên những cánh cửa của một phát khiến bao la nào đó. Nhưng đúng lúc cánh cửa mở ra, xác thân ông liền kéo ông về và ông thấy buồn tiếc rằng mình lại bị nhốt trong thịt xương của Brunnmagar. Mỗi sáng, bác khắc thực đầy được lặng lẽ, đặt trong hốc rễ cây ngoài miếu. Đôi khi do nhà sư mang đến, đôi khi là một thương gia gốc, lắc đa, trú trong làng và mong được phước lặng lội leo lên. Nhưng thường thì là người phụ nữ Nở món ăn từ đêm trước. Bà sẽ thì thầm trong miệng, xin ba gác cầu thần thánh cho con. Cầu cho một kẻ, vợ của ông ấy, ông nọ. Thỉnh thoảng một đứa trẻ gan dạ sẽ được vinh dự ấy và Burun Bagat nghe nó đặt bác xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy. Nhưng Bagat chẳng bao giờ xuống làng. Ngôi làng trải ra như một tấm bản đồ dưới chân ông. Ông có thể thấy những buổi tụ họp ban đêm trên vòng sân đập lúa, vì đó là chỗ đất phẳng duy nhất. Ông có thể thấy màu lúa non xanh kỳ diệu không tên, màu xanh chàm của ngô, những khoảnh non như bến tàu trồng kiều mạch, và khi tới mùa, rau dền nở hoa đỏ, hạt bé xíu của nó không phải là ngũ cốc hay đậu, nhưng là thực phẩm người ấn giáo được phép dùng mỗi khi ăn kiêng. Qua năm mới, các mái chòi biến thành những khoảng vuông nho nhỏ vàng tuyền vì họ trải lõi ngô ra phơi trên mái. Lấy mật và gặt hái, gieo mạ và giả gạo, tất cả diễn ra trước mắt ông, mọi thứ đang vào nhau, dưới đó trên những mảnh ruộng đa giác. Và ông suy nghĩ, rồi tự hỏi, rốt cuộc thì tất cả sẽ dẫn tới điều gì? Ngay cả trong nước Ấn Độ Đông Đúc, một người không thể ngồi yên một ngày mà không bị những thứ hoang dã tràn lên mình, như thể mình là viên đá. Và trong vùng hoang dã ấy, bọn thú rừng biết rõ miếu Kali. Chẳng bao lâu, chúng trở lại nhìn kẻ xâm nhập. Đàn khỉ, những con khỉ lớn ria mép xám ở vùng Hy Mã Lập Sơn. Tất nhiên là loài đầu tiên trở lại, vì chúng rất tò mò. Sau khi đã làm đổ bát khất thực lăn bát quanh sàn lấy răng cắn thử cây nạn cắn đồng và nhăn mặt đủ kiểu chế diệu tấm da hoảng chúng kết luận người ngồi thật yên ấy là vô hại tối tối chúng trên rừng thông nhảy xuống chia tay xin thức ăn rồi đu theo một vòng thật khéo phóng đi chúng cũng thích hơi lửa ấm súng quanh lửa đến khi burun bagat phải gạt chúng ra để ném thêm củi và sáng sáng ông thường thấy một con khỉ lông đá đắp chung chăn với mình suốt ngày con này hay con khác trong đàn sẽ ngồi bên cạnh ông nhìn đăm đăm ra tuyết ngân nga có vẻ buồn và thong thả khôn tả sau đàn khỉ là Parasinga, con nai lớn như nai đỏ của chúng ta nhưng khỏe hơn nó muốn chà sạch nhung ra khỏi sừng bằng cách cọ sừng lên pho tượng lạnh bằng đá của kali dậm chân khi thấy có người ở miếu nhưng purun không hề cử động và từng chút từng chút một còn nay được oai vệ len tới ngửi vai ông purun lướt bàn tay mắt lạnh lên nhánh gạt nóng bừng vút ve làm cho con thú cáo kỉnh dịu đi nó cúi đầu và purun vừa xoa thật nhẹ vừa bóc gỡ nhung ra khỏi gạt sau đó parishinga đem vợ con nó đến chúng hiền lành nhấm nhát tấm chăn của thánh nhân hay nó sẽ đến một mình lúc đêm tối mắt xanh biết trong ánh lửa bập bùng để nhận phần hạt hạnh ông mới hái và để dành cho nó. Cuối cùng, hưu xạ cũng đến. Loài hưu rụt rè nhất và hầu như nhỏ nhất trong các loài hưu nhỏ. Tai nó lớn như tai thỏ vĩnh cao. Ngay cả mô xích, đốm nâu lặng lẽ cũng cần phải tìm xem ánh lửa trong miếu là gì vậy và dụ cái mũi như mũi nơi sừng tấm vào lòng Purun Bagat. Rồi đến rồi đi cùng bóng lửa. purun Bagat gọi tất cả là anh em. Tiếng gọi thì thầm. Bên ai? Bên ai? Của ông sẽ lôi cuốn chúng ra khỏi rừng giữa lúc trưa nếu chúng nghe thấy. Gấu đen hy mã lạp sơn cáo kỉnh và đa nghi. Sona có vết chữ V màu trắng dưới cầm đi ngang lối đó nhiều lần. Và vì Bagat không tỏ ra sợ hãi nên Sona không tỏ ra tức giận. Mà nhìn ông rồi đến gần hơn rồi năn nỉ được chia phần vút ve xin phần bánh hay dâu dại nhiều khi trong rạng đông tĩnh mịch bagat leo lên đến tận đỉnh đèo để nhìn ban mai ứng đỏ lan dần trên các chỏm tuyết ông thấy sona loanh quanh gừ gừ cạnh gót chân ông tò mò thọc một chân dưới thân cây đổ rồi rút chân ra với tiếng hụp nóng nảy hay những bước chân sớm của ông sẽ làm sona đang nằm cuộn tròn liền thức giấc con thú lớn liền đứng thẳng lên, nghĩ là chắc phải đánh nhau, đến khi nó nghe tiếng ba gác và biết đó là bạn thân nhất của nó. Hầu như tất cả ẩn sĩ và thánh nhân sống xa các đô thị lớn đều nổi tiếng có thể làm phép lạ với thú hoang. Nhưng phép lạ chỉ là giữ yên lặng là đừng bao giờ cử động vội vã và ít nhất trong một thời gian dài đừng bao giờ nhìn thẳng vào khách đến thăm. Dân làng thấy dáng Barishinha rình rập như cái bóng trong khu rừng tối phía sau miếu. Thấy mèo rừng, chim trĩ hy mã lạp sơn rực rỡ khoe màu đẹp nhất của nó ra trước tượng Kali. Và đàn khỉ ngồi bệt bên trong miếu nghịch vỏ hạt hạnh. Vài đứa trẻ cũng đã nghe Sona hát một mình theo kiểu gấu sao đống lá rơi và Pagat vững danh là người làm phép lạ. Nhưng ông không hề nghĩ tới phép lạ. Ông tin vạn vật là một phép lạ lớn và khi một người biết đến như thế, ông ta biết mình muốn theo đuổi điều gì. Ông biết chắc rằng chẳng có gì lớn và chẳng có gì nhỏ trên thế gian này. Và ngày đêm, ông gắn tìm cách dấn vào cốt tủy của sự vật về nơi linh hồn ông đã xuất phát. Trầm tư, mái tóc không cắt, xỏa xuống vai. Tiếng đá bên cạnh tấm da hoảng, lõm một lỗ nhỏ vì gót cây nạn cán đồng. Nơi đặt bát khất thực ngày qua ngày giữa các gốc cây đã trũng xuống mòn thành một lòng chảo láng như lớp vỏ nâu của cái bát và mọi con thú đều biết chính xác chỗ của ông bên ngọn lửa. Cánh đồng đổi màu theo mùa, sân đập lúa, đầy rồi vơi, vơi rồi đầy. Mùa đông đến, đàn khỉ lại nhảy nhót giữa những cành cây phân phớt tuyết nhẹ. Rồi đến mùa xuân, đàn khỉ mẹ lại mang bầy con nhỏ mắt buồn dưới thung lũng ấm lên. Trong làng có vài thay đổi. Nhà sư già đi và nhiều đứa bé xưa kia từng mang bát khất thực đến nay lại bảo con của chúng làm. Và khi bạn hỏi dân làng rằng thánh nhân của họ sống trong miếu Kali ở đỉnh đèo từ bao giờ, họ trả lời, xưa nay vẫn thế rồi đổ xuống những trận mưa hè nhiều năm nay chưa từng thấy trên dãy núi. Suốt ba tháng ròng, thung lũng phủ trong mây và sương mù sũng nước. Mưa trút đều không ngớt, từ đợt mưa rào sấm sét này sang đợt sấm sét mưa rào khác. Miếu kali sừng sững vượt trên mây phần lớn và có lần cả tháng ba gác không hề thoáng thấy ngôi làng của ông. Nó khuất dưới một thềm mây trắng lãng đảng trôi dạt và cuộn vào trong chính nó rồi phồng lên. Nhưng mây không hề rời bến của nó là những vách nước tuôn xung quanh thung lũng. Suốt thời gian ấy, ông không nghe gì ngoài tiếng hàng triệu giọt nước rơi xuống từ cây cối trên đầu và chảy tràn trên mặt đất dưới chân. Sủng qua lá thông nhọn, nhỏ xuống từ lưỡi lá dương sĩ ướt đẫm, rồi tuôn ra các rãnh bùn mới xẻ xuống các triền dốc rồi mặt trời ló dạng đem lại hương thơm của thông tuyết và đổ quyên và mùi thanh khiết xa xăm mà dân miền núi gọi là mùi tuyết. Nắng nóng kéo dài một tuần, rồi mưa gom lại trúc một trận cuối cùng. Nước đổ từng mảng lột hết các lớp đất mặt rồi nhào lại thành bùn. Tối hôm ấy, Burun Bagat đốt cao đống lửa vì ông biết chắc anh em ông sẽ cần hơi ấm nhưng không con thú nào đến miếu dù ông gọi mãi gọi mãi cho đến khi thiếp ngủ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra trong rừng giữa đêm khuya khoắc tối om mua vỗ như hàng ngàn chiếc trống ông thức giấc vì chăn bị kéo ông đưa tay ra thì sờ thấy một bàn tay nhỏ của một con khỉ ông thả lỏng một nếp chăn ngái ngủ nói ở đây tốt hơn trên cây giữ lấy cho ấm con khỉ nắm tay ông kéo mạnh Burumbağat nói đói à đợi một lát ta sửa soạn cho khi ông quỳ gối để ném củi vào ngọn lửa con khỉ chạy tới cửa miếu trên nho nhỏ rồi lại chạy vào kéo đầu gối người Burumbağat hỏi gì vậy Em lo lắng chuyện gì? Vì cặp mắt khỉ đầy những điều không nói được. Ta không ra ngoài trong thời tiết này, trừ phi một đứa trong đàn của em bị mắc bẫy. Nhưng chẳng ai đặt bẫy ở đây. Kìa, em, ngay cả Parashinha cũng đến trú kìa. Sừng nai chạm kêu lách cách khi nó sải bước vào miếu, đụng phải pho tượng Kali đang cười nó hạ sừng về hướng Burunbagat, rồi bước rất dậm chân, phì phò qua lỗ mũi ngẹt. Bagat vừa nói, vừa búng ngón tay. Ê, ê, trả công cho một chỗ trú đêm như thế đấy hả? Nhưng con nai đẩy ông ra cửa, và khi ra khỏi cửa, Burun nghe tiếng vật gì mở ra lách cách, rồi thấy hai phiến đá lát sàn nứt rời ra trong khi đất nhớp nháp bên dưới liếm lên hai mép nứt vừa mở ra ấy. Purumbagat nói, À, ta hiểu rồi. Chẳng trách các em của ta tối nay không ngồi bên lửa. Núi đang đổ, nhưng tại sao ta phải đi? Mắt ông chợt thấy cái bát khất thực cạn và mặt ông đổi khác. Hằng ngày, họ đã cho mình thức ăn ngon từ dạo, từ dạo mình đến, nếu mình không nhanh thì ngày mai sẽ không còn ai trong thung lũng. Đúng, mình phải xuống dưới đó báo động cho họ. Lùi lại các em, để ta tới đóng lửa nào. Parashinha miễn cưỡng lùi lại khi Burumbagat ấn sâu ngọn đuốc thông vào đống lửa, xoay tròn cho đến khi đuốc cháy sáng. Ông đứng lên nói, À, các em đến báo động cho ta, mình sẽ làm hơn như vậy. Hơn như vậy nào, đi ra, cho ta bám cổ em, vì ta chỉ có hai chân. Tay ông nắm chặt, u vai xù lông của Barashinha, tay trái giơ đuốc ra xa, rồi bước ra khỏi miếu dấn vào đêm tối vô vọng. Trời không một hơi gió, nhưng mưa suýt nữa làm tắt ngọn lửa, trong khi con nai lớn ngồi bệt trên đùi, vội vã trượt xuống dốc. Ngay khi họ ra khỏi rừng, có thêm nhiều anh em của Bagat theo họ. Ông nghe, dù không thấy, đàn khỉ áp sát quanh ông. Phía sau họ tiếng ư ư của Sona. Mưa làm mái tóc trắng dài của ông, bết thành từng bệt. Nước tung tóe dưới đôi chân trần. Bộ cà sa vàng dính vào tấm thân già yếu, nhưng ông dậm bước đều. Dựa lên Barashinha. Ông không còn là thánh nhân nữa, và là ngài Burundas, thủ tướng của một nước không nhỏ. Một người đã quen ra lệnh đang đi cứu mạng người. Họ cùng tràn xuống trên con dốc lầy lội. Pagat và anh em ông xuống, xuống nữa cho đến khi móng nai gõ lấp cốc và vấp trên vách sân đập lúa và nó khịt mũi vì nó ngửi thấy người. Lúc này họ ở đầu con đường làng khúc khuỷu. Pagat gõ nạn trên cửa sổ chấn sông nhà anh thợ rèn trong khi ngọn đuốc của ông rực sáng dưới mái hiên. Purun Bagat gọi Dậy, đi ra. Và ông không nhận ra giọng mình, vì đã nhiều năm, ông không nói lớn với ai. Núi đổ, núi đang đổ. Mọi người bên trong ơi, thức dậy, ra ngoài. Vợ anh thợ rèn nói, Ba gát của mình đấy, ngài đứng giữa đàn thú của ngài, gom các con rồi gọi cả làng đi. Tiếng gọi truyền từ nhà này qua nhà khác, trong khi đàn thú chen lấn trên con đường hẹp, chạy ào đến xung quanh ba gát và Sona phì phì nóng chảy. Người ta vội vàng ra đường, tất cả không quá 70 người, và trong ánh đuốc họ thấy ba của họ ghim chặt Barashinha đang hoảng hốt. Trong khi đàn khỉ kéo áo ông một cách thảm thương, còn Sona ngồi bè xuống rống vang. Burun Bagat hét. Qua bên kia thung lũng, rồi lên ngọn núi bên cạnh. Đừng để sót ai. Chúng tôi theo sau thế là người ta chạy. Chỉ dân miền núi mới có thể chạy như thế, vì họ biết một khi đất lở thì phải leo lên chỗ cao nhất bên kia thung lũng. Họ chạy, băng qua dòng sông nhỏ ở đấy thung lũng làm nước văng tung tóe rồi hỗn hển leo lên cánh đồng bậc thang phía bên kia, trong khi Bagat và anh em ông theo sau. Họ leo càng lúc càng cao lên ngọn núi đối diện, gọi tên nhau, điểm danh dân làng và Barashingha to lớn khó nhọc theo sát có họ. Nó bị ghi lại vì sức Burunbagat suy dần. Cuối cùng, con nai dừng lại trong bóng thông rậm rạp, một trăm rưỡi mét trên sườn đồi. Bản năng đã báo cho nó biết chuyện đất lở. Bây giờ, bản năng bảo nó rằng ở đây sẽ an toàn. Burunbagat ngất xỉu bên cạnh nó vì mưa lạnh buốt và chuyến leo dữ dội đang giết dần ông. Nhưng trước tiên, ông gọi những ngọn đuốc rải rác phía trước. Dừng lại, đếm người, rồi thì thầm với con nai khi ông thấy lửa dồn thành một đám. Ngươi ở lại với ta, ở lại tới khi ta đi. Tiếng vi vu trong không gian biến thành tiếng rì rào, tiếng rì rào thành tiếng âm ầm. Tiếng âm ầm vượt quá sức nghe và triền núi nơi dân làng đứng bị bao trùm trong tối đen và chấn động dữ dội. Rồi một nốt trầm đều rõ như nốt đô trầm của đàn ống phủ lên vạn vật chừng 5 phút, trong khi rễ thông rung bần bật nhịp theo. Tiếng động liệm dần và tiếng mưa rơi trên hàng trăm dặm đất cứng và cỏ biến thành tiếng ùng ụt như tiếng trống bị ngẹt trên đất mềm. Nó kể câu chuyện của riêng nó. Chưa bao giờ có dân làng nào, ngay cả nhà sư, đủ can đảm nói với Ba Gát, người đã cứu mạng họ. Họ nép dưới rừng thông đợi đến sáng. Khi trời sáng, họ nhìn qua thung lũng thì thấy những gì Từng là rừng ruộng bậc thang bãi ăn cỏ có lối mòn dẫn đến nay là một mảng nhem nhốt đỏ tươi hình quạt với vài cây lơ lửng chút ngược đầu trên vách dốc mảng đỏ ấy trải lên cao tới ngọn núi họ đang trú ngang dòng sông nhỏ đã bắt đầu lan thành mò hồ nước màu gạch không còn dấu vết ngôi làng đường lên miếu ngôi miếu khu rừng phía sau ngôi miếu sườn núi đã lở rộng một cây số rưỡi và sâu thâm thẳm sáu trăm mét bị sang phẳng từ đỉnh tới chân. Rồi dân làng, từng người một, rón rén ra khỏi rừng để cầu nguyện trước ba của họ. Họ thấy Parashinha đang đứng cuối xuống ông. Nó bỏ chạy khi họ đến gần, và họ nghe đàn khỉ than khóc bên cạnh. Sona rền rỉ trên núi, nhưng ba gác của họ đã chết. Ngồi xếp bằng, lưng ông dựa vào cây, chiếc nạn dưới nách, mặt ông quay về hướng đông bắc. Nhà sư nói, Trong kìa, phép lạ này tới phép lạ khác vì mọi sanyasi đều phải được chôn đúng trong tư thế này vì thế nơi ngài ngồi đây là nơi chúng ta sẽ xây đền cho vị thánh của chúng ta họ xây xong đền trước cuối năm một ngôi miếu nhỏ bằng đá và đất và họ gọi ngọn đồi là đồi bagat ở đó họ thắp đèn thờ phượng dân hoa và lễ vật cho đến ngày nay nhưng họ không biết vị thánh mà họ thờ là ngài Purundas, C.E.D.C.N. PhD. d, -D. Chú thích DCN, Doctor of Civil Law, Tiến sĩ luật dân sự. PhD, Doctor of Philosophy, Tiến sĩ. Một thời đã là thủ tướng của đất nước Mohiniwala, tiến bộ và khai sáng và là hội viên danh dự nay hội viện sĩ nước ngoài của nhiều hội uyên bác và khoa học hơn bất kỳ ai khác trên thế gian này hay kiếp sau.